mặt nước lạ lùng hoàng bơ tiến lên mặt nước hồng lạ lùng rõ ràng bơ thoải chân dung khá thường quan tới bên giang rồi quan giữa ông bơ
nếm mùi phong thi huyệt đó là cảnh thần tiên đi. Cõi Bắc Địa còn chuyện cổ tích, ông nghi bảy thực đích tương trung quân ơi. Gối theo hoa thêm vàng một ngàn để
phá đê trên diều sông Bích, thề tay thiên chương trên diều đào. Nhất tuần sơ dâng nên đề ngọc, các cô dâng vào là ngồi giữ ông hoàng bảy xưa. Thề tay thiên đôi chén dâng dâng nên kính vua, tạ mẫu các cô dâng vào là ngồi giữ ông hoàng bảy xưa. Chút nghi chén diều nào, tam tuần chúng dâng lên kinh nghi bông hà huệ dưới sông vào là hồi sức không hoàng. Giờ đây quên
Sợ
ông cho được như ý, ông cho sở cầu được ông mà hoàng đi.
Việt Nam có anh hùng hào kiệt, danh quan họ người lẫm liệt từ ngàn xưa. Ông công gươm lên ngựa đề cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ Việt Nam. Chân quan hoàng bài đi thất bộ để bài thơ ni đồ so kim cổ anh hào bút pháp tinh anh tiểu nhập thất hoa khai qua kinh vạn cảnh xuân tây tiên quan hoàng mười ngày bình bút đề thơ chăm họ thiên hạ ấu ca chúng con hưởng thai bình thơ quan hoàng mười để rằng tiễn đưa diều dắt lối thiền chén rượu tiễn đưa khôn cược nhập bức thơ thần vắng mặt trở nên trông lên đỉnh sát non thần thấy đức hoàng thập ngài đáng du xuân dùng đứng tựa thành bàn tai nghe tiếng hát tiếng đàn tống reo nhìn nên ngọn núi chân đèo suối trong nước chảy trúc quanh sườn xa xa gần năm hoàng xuân lại tân gần hoàng bước ra bất tin thăm thăm về phương xa kia đôi chim én lo tung bay cảnh trời tươi đẹp mà lắm thay nhìn xem cảnh ấy lòng thank you.
đồng đón đã xa mời, mời ông Hoàng Thập ngài về đến ngồi nghe thơ. Nếu không có hội phong trần thì hoàng đâu được lại về gần với dân để tay rót chén rượu nào. Nhất quần sơ dâng lên bệ ngọc để các cô dâng vào là mời rước quan hoàng mời rơi các cô dâng chúc nghe chén rượu nào vì tuần lá dâng lên kính mẫu hà huệ dâng vào là mời rước ông hoàng mời xưa. Nhất tuần sơ dâng nhị tuần hạ ông hiến cạn rồi tam mươi dâng lên bề ngọc dâng lên tạ mẫu các cô dâng quan hoàng mời rơi các cô dâng mời giữa quan hoàng mời bye.
chỉ mười ba năm mỗi khi còn mặn mà gừng chín thà gừng vẫn còn cay. Chị ông mười thương ghề ông đây mà tình nặng nghĩa. Thank you.
nhân đi ngọc đùa tay. Quý sĩ nông nghe nho phước cho thành đồng, cho tiếng ca cung đàn, cho người chẳng thể chung
Hạ xuân đông ban tài, hạ xuân đông ban tài. Đào ơi, hương ai chấp lệnh mà nhận là đâu? Tu nhân tịch được lên công về toàn, lên công mới được về toàn. Là họ nào trời có phụ ai đâu, ông trời có phụ ai đâu. Sợ nguyện ông cho được như ý, sợ câu được đọc. Hôm nay là cảnh thiên tai.